Mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Lê Hưng. Thì ngày hôm nay mình sẽ review một sản phẩm cuối cùng của line Streamline của Flagship. Đó chính là sản phẩm Flagship Traditional Pomade. Phiên bản mình đang cầm trên tay ở đây là phiên bản có mùi hương Cornerstone. Về thiết kế thì sản phẩm vẫn sẽ giống như các con Heavy Clay hay Made Spain khác của hãng. Đó là sản phẩm được trong hộp nhựa và với một chiếc mắt kim loại như này, cũng khá là đơn giản. Mình sẽ tiến hành kiểm tra xem mùi hương của sản phẩm nó sẽ như nào. Gửi thực tế lớp đầu tiên của sản phẩm thì nó sẽ có một cái mùi kiểu hương hoa rất là nhẹ. Gửi kỹ hơn thì sẽ có một nốt mùi hoa quả khá là thanh. Thêm một chút về chất của sản phẩm thì chất sản phẩm lớp đầu lúc lấy sẽ phải dùng một lực nhẹ để lấy. Sản phẩm đánh tan khá là mềm và sau khi đánh tan ra thì mùi hương của sản phẩm nó sẽ có một chút mùi gì đấy của mùi cam chanh. Sản phẩm này thì sẽ mang thiên hướng là greasy, sẽ có một độ nhớt tương đối, không nhớt quá nhưng mà sẽ khá là nhớt. Được cái sản phẩm rất là ăn tóc nên là apply lên tay khá là sạch. Dính sticky nip sẽ mất khả cảm giác các sợi tóc liên kết với nhau khá tốt, không hề hiện tượng bụi.
và bây giờ mình sẽ tiến hành tạo kiểu và hẹn gặp lại bạn sau một khoảng thời gian nữa. Ok, và mình đã quay trở lại sau khi đã tạo kiểu với cái đơn thần thánh này. Thì cảm nhận của mình sau khi sử dụng sản phẩm lên trên tóc thì sản phẩm sẽ đạt mức firm hold và low shine như những gì hãng mô tả trên bao bì. Và cái cảm nhận của mình, cảm giác của mình về sản phẩm này thì sản phẩm lên form khá là tốt và có một cái dính ổn. Như các bạn thấy cái bên side rất là ôm, cả bên này hai bên side dùng sử dụng sản phẩm rất là ôm, và cái volume của sản phẩm cho ra cũng tương đối ổn, mặc dù không quá cao nhưng mà đối với mình, đối với nhu cầu của riêng mình thì nó sẽ là vừa đủ. Và có một vấn đề của sản phẩm là khi mặc dù hãng có mô tả đây là sản phẩm khá dễ sửa, nhưng mà mình sau khi sử dụng sản phẩm và rửa tay thì cảm giác tay còn có một chút hơi nhớt nhớt ở đây. Okay. Về độ mượt khi trải sẽ là mức tốt, độ kết dính của mức tốt, các bên độ mượt khi trải sẽ là mức trung bình. Tại vì như vậy mình có nói là lúc trải thì sẽ hơi có một chút áp lực, và cái sản phẩm này phù hợp đối với những ai thì theo mình sản phẩm sẽ phù hợp với cả những người mới chơi lẫn những người chơi lâu năm. Tại vì cá nhân mình đánh giá thì đây sản phẩm rất là dễ dùng đối với những người mới, với khả năng tạo phong tóc tốt, độ hâu ổn, độ bóng thấp. Những người mới thì có lẽ họ chỉ cần như thế, mùi hương cũng dễ tiếp cận, khá là dễ ngửi. Và đối với người chơi lâu năm thì cũng thể trải nghiệm qua con này, tại vì con này khi trên tóc của mình nó sẽ rất là nhẹ đầu và nó không có cảm giác bị bết, bị nặng. Và những người chơi lâu năm thì hoàn toàn có thể dùng con này luân phiên một ngày, một hai ngày nào đó một tuần để thay đổi, nếu như không muốn sử dụng quá nhiều những con pomade gốc dầu khác mà gây nặng tóc ở trên tóc. Cảm ơn các bạn đã đón xem clip này của bọn mình, và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe channel này của bọn mình nhé. Và để bọn mình có thêm động lực làm clip thì các bạn cũng có thể donate cho bọn mình thông qua số tài khoản ở dưới để bọn mình có thể nhập thêm nhiều hàng mới và đầu tư thêm về thiết bị để review cho bạn xem. Ok.